Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tài chính thị trường của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mới đây công ty Bảo Việt và Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên ra mắt sản phẩm bảo hiểm Bảo Việt Tâm An và An Phát Cát Tường. Khi tham gia Bảo Việt Tâm An, khách hàng được chi trả cho các chi phí điều trị nội trú, tai nạn, biến chứng, thai sản với mức bồi thường tối đa lên tới 842 triệu đồng. Ngoài ra, sản phẩm còn chi trả các chi phí tiền giường cho người nhà chăm sóc, chi phí chi trả trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn. Mức chi phí để có thể tham gia sản phẩm bảo Việt Tâm An chỉ từ 7.000 đồng một ngày, tương đương từ 1,3 triệu đồng một năm. Với dịch vụ An Phát Cát Tường, khách hàng có thể lựa chọn đóng phí một lần, đóng phí trong thời gian ngắn là 5 năm hoặc đóng phí định kỳ mà vẫn được hưởng quyền lợi bảo vệ lâu dài, tối đa 20 năm. Khi không xảy ra rủi ro, người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được tổng quyền lợi đáo hạn với giá trị tích lũy cao.